Đây là hào hồi nãy mình đem về nè anh chị. Đó. Bây giờ là vỏ nè. Đã cạy ra xong rồi nè, thịt nè. Mập không Lan, mập không? Đó, ú luôn không? Sữa Đó. không nè, Đó. Hào sữa không, rất là đã. Cái này hồi nướng hả? Hay là để. cái này hồi xào thập tẩm, còn cái này À, còn bên đây là còn nguyên rồi. Đó, hồi sẽ nướng cái bên đây ha. Hồi nãy đi vô rừng á, đi bắt ốc 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 len á. À, thấy chuột rồi, cái ốc anh Tư rồi bắt nha. chuột luôn. Chuyện gì vậy? Rửa sạch sẽ nè, hồi sẽ làm ăn luôn ha. Hào bây giờ mình sẽ bỏ đại lên vậy nè. Mình nướng cho nó nóng nóng. Nóng một đầu rồi mình sẽ cạy vỏ ra ha. Nhìn hào như khúc cây, khúc như cục sắt á, như cục đá chứ lộn, cục đá. nãy mình đi vô gần á đó, thì bây giờ á là bắt được chuột nè, giờ là mình sẽ ướp mình nướng luôn nha các bạn. Đây là mình nướng sa tế đây, bạn nhìn nè. À, chuột trắng phiếu luôn, chuột này là chuột rừng nha chứ không phải chuột đồng. Chuột rừng, Chuột chuột đồng là dừa. khác, chuột dừa khác nữa. Chuột Chuột dừa này ở chỉ Bến có Cà Tre Mau. là chuột Chuột dừa Bến rừng, Tre ăn rồi nè. Chuột đồng chuột ở này Đồng khác. Tháp cũng ăn rồi nè, có chuột rừng ở Chuột Đất Mũi rừng này này chưa là ăn bữa nè. nay ăn đầu tiên. Hồi nướng hay luôn em ha. Nướng luôn cho nó đủ bộ, là vừa có gừng, vừa có đồng, vừa có dừa nữa. Ăn Đồng ba vừa loại. đồng vừa gần hả? Đồng dừa Ăn gừng. Ăn thử coi thử coi chuột ở chuột đâu đồng nó ngon, có chuột ngon. đồng ngon hay là chuột Trắng phiếu luôn. chuột gừng hay là chuột dừa vậy đó. Ướp cho nó thấm chút xíu. Bên đây là mình đang nướng cái con hào, Hào. nướng con hào. Hào nướng. Đó, bây giờ mình sẽ chín rồi nè, giờ mình sẽ tách cái vỏ ra vậy nè mới được. Chứ nó còn nguyên cái chưa tách được đâu. Nè, sẵn tách con này luôn đi đợi. À, tách thử cho bà con coi thử coi như thế nào. Đó, này là nướng chín rồi nè. Tôi ăn thử luôn thứ ăn nó sao. Rồi coi rồi đâu cạy con này thử coi sao. Đó. Đó, giờ mình sẽ cạy lên nha. Đây nè. Xong rồi đó hả? Ướp rồi đó. Còn cái nào loại đâu? Ồ, nó Còn chín rồi, không dễ là dễ 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 cạy ha. Chín rồi dễ cạy ha. Xong cái mình khui khui thịt lên sẵn quất thôi có con này nè, đó, em cũng cạy được rồi đó. Ê, con nó chết hay gì rồi, đợi phải không? con nó chết Đó sao, thịt nè, nè. ăn đi. Rồi ok. Ok, còn con này chưa cạy được. con này cạy ra lần dao như đây nữa, cái này nó À cạy lên nữa có. ồ à, Chuột nó bung cái vỏ rồi, với nên mình cạy cũng dễ ha. nè. Ồ, cái con này thịt này mập ú luôn nè em, thấy không? À, cái hào này thì mình ăn nướng như vậy nè, mình sẽ chấm với muối ớt chanh rất là ngon anh chị. Em nãy em ăn con nào chưa? Chưa, để nướng nhiều nhiều rồi ăn luôn cho nó đã. Ăn đi, chín dữ rồi đó. Kìa em đọc nhóc chưa Giờ rồi. này quay thì nó hơi bị tối một xíu. Kìa em ăn đi, em ăn thử coi như thế nào. Ăn về Đất Mũi lần thứ hai, lần nào cũng được ăn hào á. Nó nổ cái vỏ anh chị, nướng mình nướng nó nổ dữ lắm. Ăn chừng có cái vỏ nha Sương. Con này bự nè. Quá đã luôn hả? Béo ngậy luôn á. Qua cái ấy ngọt dai luôn. Qua cái lần nóng là ăn hết ngon rồi. Trời ơi nha. Coi nó nổ. Nó nổ quá trời luôn. Nãy giờ mình cuốn mấy lần rồi đó. Bỏ vỏ đây. Bỏ vỏ vô xô. Anh ơi cái này nó chưa có. Chưa bung vỏ hả? Đó. Chưa cắt vỏ. Nó nổ lớp bóp luôn kìa. Không
người kêu á. Mình ngồi ăn ở ngay cái view ngày ngoài mé sông nè, nhìn rất là đẹp ha. Ở hơi tối rồi. Ở phía ngoài là cái sông nuôi hào. Cái này là mới mình chỉ có mới ăn hào nướng thôi. Chút xíu nữa mình sẽ ăn còn thêm nhiều món nữa. Được không bác Tư? Tư ăn hào Tư ơi. Còn gì Tư hả? Ừ. Này uống ha. Không có cái lò nữa, có cái lò nữa cái mình quăng chuột lên nướng luôn ha. Không có lò. Phải để thay nguội. Thay không ho. À thay đừng táp quá phải không? Táp quá nó không chín phải không? Không có, chín mình không ngọt. Chuột nó phải lâu không ngọt. Nó khác á. Ừ. À, cái món này là cái món đơn giản nhất nè anh chị. Mì gói mình sẽ xào với con hào ha. Quá trời luôn, quá trời mồi bén luôn. Hồi chiều cũng có được con cá thôi lòi nè. Có ai mà ăn mì xào mà sướng gì không? Hào nè. Mì xào hào. Nào, sữa mà nướng tới cái này nè nha. Tô cái này luôn nè. Hết sữa luôn, khô sữa luôn. Khô sữa luôn. Không béo sữa luôn. Ở Bến Tre thì ăn mì gói với hải sản hả? Ăn mì tôm nè ha. Mực rồi. Còn giờ về đây ăn với hào. Ê nãy quên mình quên lọc tôm nha. Tôm gì? Đúng rồi. Gì? Quên lọc tôm bỏ vô mì. Tôm mà ăn tôm không? Ăn cũng ngon mà. Ừ thì hào mà, xào với hào thì còn gì ngon bằng nữa. Sao không quạt gió đi ta, cho nó mát đi ta. Anh Hồ ngồi chưa đang quay. Xíu đi, xíu đi. Cái này trang thêm miếng nước mắm với muối ớt hả? Gì cũng được. Đó nước mắm còn không á thì mình có dạ, còn không mình có cái muối ớt chanh nè. Mình sẽ để vô chung mình ăn cũng được ha. Nhưng mà về đây đi từ nãy giờ đi rừng là đói rồi, giờ ăn gì không ngon phải không? Đúng rồi. Giờ cái gì cũng ngon. Anh Hai vô ăn anh Hai. Được rồi. Nào anh Hai. Nhàn này là đảo hào nè. Đi về đất mũi lần nào cũng phải ráng đục cho được hào ha nhàn ha. Đất mũi không ăn hào rồi đi đâu ăn giờ. Rồi chết luôn anh. Ăn được hào thiên nhiên nữa thì còn gì bằng ha. Ừ. Đặc biệt là bữa nay có hào sữa ngon. Có hào sữa nữa. Chuột bây giờ chín rồi đó anh chị. Gà là xé gà. Chấm với gì? Chấm với muối ớt luôn chứ giờ biết chấm gì giờ. Nóng. Dạ. Đào đưa lại gần gần coi thử coi. Đó này là chuột rừng nha. Vừa ăn phải không? Thấm rồi ngon quá. Ôi. Ngon quá hả? Nhìn đã ha. Ây da. Nó dài như thịt gà. Thịt gà sao bằng chuột được. Nó thấm vừa ăn lắm luôn. Dai hơn chuột. Nãy là thêm có miếng đường, miếng bột ngọt với hũ sa tế thôi đó. Vậy là nướng với sa tế là ngon rồi phải không? Vậy là khỏi vậy là khỏi cần chấm phải không? Hồi chừa nha. Hồi về ba con này còn thấm dữ nữa nè. Hồi về còn ba con nữa. Bây giờ đi thôi bà kia. Thưởng thức coi, coi sao rồi. Cái món này ăn rất là ngon. Bây giờ cũng không có thua gì mà chuột dừa nhà ở quê mình ha. Nhưng mà nó dai hơn không? Vậy dài là hơn. ngon hơn chuột dừa rồi em. Cái thịt này nó dai hơn. Mà chuột nó bự nữa, còn chuột dừa chuột nhỏ không? Đúng rồi. Chuột đồng thì chuột mới bự. Về đất mũi. Chuột đồng bữa về mình chiên á, ăn nó cũng không có dai bằng này luôn. Về đất mũi anh chị thấy không? Ăn rất là ngon ha. Nay đợt trước về thì đâu có ăn được chuột rừng đâu. Chuột rừng đúng rồi. Đợt này được ăn chuột rừng nữa nè.
À, à, thì với lại có món bà khía mà ta muối sẵn nè. Bà khía muối ngon ghê á. Về đây ăn toàn đặc sản không anh chị? Đây nè, còn nè. Có tôm nữa. Đó, tôm nướng nè, cá thòi lòi. Tôm dường nướng. Thì bây giờ video của em sẽ kết thúc tại đây nha. Bây giờ em sẽ đi bắt bà khía. Em cảm ơn chị đã xem video của em nha. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nha. Ăn sai mồi luôn, sai mồi luôn.